Đi chơi đi con, kêu mẹ tổ chức đi Vũng Tàu tắm biển con ơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm Quý Mão, nhưng là ngày 30 tháng 9 năm 2023. Còn không nghe gì hết. Hội thánh tổ chức đại lễ hội thánh Dương Kỳ Trung năm Quý Mão 2023 tại Đội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Nhận lời mời của hội thánh, quý vị biểu là chào đảng, chính quyền, giữ ba mặt trận của Nam, các sở ban ngành đoàn thể, các cấp đã dành thời gian thông báo tới tham dự đại lễ hội thánh Trung, đông đủ làm cho đại lễ ngồi được không? Ngồi nghe nữa. Đây luôn. Đâu không? Đông nghiệp ở trong kia đẹp lắm mà không phục được. Đông nghiệp à? Sao? Đó là trung tướng vậy luôn. Xin trân trọng giới thiệu thượng tá Phạm Thái Tuấn, đại diện cục an ninh nội địa bộ công an. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Hùng, phó bí thư tỉnh ủy Tây Ninh.